Phong thân tập hội phẩm thứ hai. Phong thân tập hội, lúc đó phong thân của Ngài Địa Tạng Bồ Tát ở các nơi có địa ngục trong trăm nghìn muôn ức bất khả tư, bất khả nghĩ, bất khả lượng, bất khả thuyết, vô lượng vô số thế giới đều đến hội họp tại cung trời Tam Lợi. Do nhờ thần lực của Như Lai, phong thân đó hiệp với những chúng đã được giải thoát ra khỏi chốn diệt đạo ở mười phương, cũng đông đến số nghìn muôn ức na do tha đồng cầm hương hoa đến cúng dường Phật. Những chúng cùng đến với phong thân đó phải đều nhờ Ngài Địa Tạng Bồ Tát giáo hóa, làm cho trụ nơi đạo vô thường chánh đẳng chánh giác, trọn không còn thối chuyển. Những chúng đó từ kiếp lâu xa đến nay trôi lăn trong vòng sanh tử, ở trong sáu đường chịu những điều khổ sở không có lúc nào tạm ngừng dứt. Nhờ lòng từ bi lớn và thệ nguyện sâu dày của Ngài Địa Tạng Bồ Tát nên tất cả đều chứng được đạo quả. Đại chúng đó khi đến được cung trời Đao Lợi, lòng họ vui mừng hớn hở chiêm ngưỡng Đức Như Lai, mắt nhìn mãi không rời Đức Như Lai an ủi ủy thác. Bây giờ Đức Thế Tôn giơ tay sắc vàng xoa đầu của hóa thân Địa Tạng Bồ Đại Bồ Tát trong trăm nghìn muôn ức bất khả tư, bất khả nghĩ, bất khả lượng, bất khả thuyết, vô lượng vô số thế giới, rồi dạy rằng: ta ở trong đời ác ngũ trược giáo hóa những chúng sanh can cường, điều phục lòng chúng nó bỏ tà về chánh, nhưng trong mười phần vẫn còn một hai phần chúng sanh quen theo tánh ác. Muốn độ chúng đó, ta phải phong nghìn trăm ức thân lập ra nhiều phương trước. Trong những chúng đó hoặc có người tăng căn tánh sáng lẹ nghi pháp của ta thời liền tính nhọn, hoặc có người phải ân còn khuyên bảo mới thành tựu được thiện quả, lại có những kẻ vì tội nghiệp quá nặng nên chẳng đem lòng kính tín ngưỡng mộ. Ta phân hiện thân hình này ra để đột thoát những hàng chúng sanh mỗi mộ sai khác như thế, hoặc hiện ra thân trai, hoặc hiện ra thân gái, hoặc hiện ra thân trời rồng, hoặc hiện ra thân quỷ thần, hoặc hiện ra rừng núi sông ngòi ao rạch suối, làm lợi ích cho mọi người để rồi độ họ được giải thoát, hoặc hiện ra thân thiên đế, hoặc hiện ra thân trời phạm vương, hoặc hiện ra thân vua chuyển luân, hoặc hiện ra thân quốc vương, hoặc hiện ra thân cư sĩ, hoặc hiện ra thân tệ phụ, hoặc hiện ra thân các hàng quen thuộc, hoặc hiện ra thân tỳ kheo, tỳ kheo ni, ưu bà tắc, ưu bà di, nhận đến những thân thanh văn la hán bích chi Phật và Bồ Tát để hóa độ chúng sanh, chứ chẳng phải chỉ có thân Phật hiện ra trước chúng thôi đâu. Địa Tạng, ông xem ta đã trải qua bao số kiếp nhọc nhằn độ thoát những hàng chúng sanh mỗi mỗi sai khác như thế. Ngoài ra những kẻ chưa điều phục được phải theo nghiệp quấy mà sanh vào đường ác, nếu khi chúng nó có bị đọa vào đường dữ chịu nhiều sự thống khổ, thời ông nên nghĩ nhớ ta ở cung trời Đao Lợi, ông còn phó chút đây mà gắn độ chúng sanh, làm cho chúng sanh trong cõi ta bà này đến lúc Phật Di Lặc ra đời đều khỏi hẳn các điều khổ, gặp Phật được Đức Phật thọ ký. Bây giờ những hóa thân của Ngài Địa Tạng Bồ Tát trong trăm nghìn muôn ức thế giới hiệp chung lại một hình, rơi lệ thương cảm mà bạch cùng Đức Phật rằng: bạch Đức Thế Tôn, từ số kiếp lâu xa đến nay, con nhờ Đức Thế Tôn tiếp độ rất nhiều, làm cho con được thần lực chẳng thể nghĩ bàn, đầy đủ trí huệ rộng lớn. Con phân hiện thân hình này ra ở cùng khắp trăm nghìn muôn ức thế giới, trong mỗi thế giới hóa hiện trăm nghìn muôn ức thân, trong mỗi thân hóa độ trăm nghìn muôn ức người, làm cho quy kính ngôi Tam Bảo khỏi hẳn phòng sanh tử hưởng vui niết bàn. Đối với những chúng sanh nào ở trong Phật Pháp chỉ là việc lành chừng bằng sợi lông, giọt nước, cục cát, bụi nhỏ, hoặc chỉ chừng bằng mảy lông tóc, con đều đổ thoát lần lần, làm cho chúng nó được lợi ích lớn. Cúi xin Đức Thế Tôn cho vì những chúng sanh ác nghiệp trong đời sau mà sanh lòng lo lắng. Cúi xin Đức Thế Tôn cho vì những chúng sanh ác nghiệp trong đời sau mà sanh lòng lo lắng. Đức Ngài Địa Tạng Bồ Tát bạch cùng Đức Phật ba lòng như thế. Đức Phật khen Ngài Địa Tạng Bồ Tát rằng: hay thay, từ số kiếp lâu xa đến nay, thường phát nguyện rộng lớn, cứu độ chúng sanh xong rồi, thời ông liền chứng quả Bồ Đề. Ha ha ha,